Anh em nha. Ok thì hôm nay về được hai con giống hôm qua anh em ạ. Mà hôm nay hai xe này cực kỳ anh em hỏi nhiều luôn nha. Ok thì không lòng vòng nữa, vào chủ đề chính nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em là Benelli 302R nha anh em, bản sport đó. Ok thì cái con xe này thì trên thị trường Việt Nam cũng không có nhiều đâu, nên là anh em nhanh tay nhá. Rồi con thứ hai là con TFX, xe ô chỉ có 5.000 km thôi nha anh em. TFX thì hiện tại cuối năm là bây giờ 15 mình đang cháy hàng nhá. Ok anh em xem được clip này thì alo ngay số điện thoại mình gọi sớm nha anh em, thì sẽ còn. Ok thì anh em theo dõi clip mình nha, mình sẽ quay chi tiết cho anh em hai con hàng này. Ok, hàng của anh em đây. Ok anh em nhìn đi, Benelli 302R, xe cực kỳ hiếm luôn. Nói chung là con này thì cửa hàng mình cũng từng bán khoảng tầm 3-4 cái rồi, nó không có nhiều đâu nha anh em. Nên là anh em nào mà kiếm Benelli 302R thì nhanh chân ha, cho anh em hình dung được cái con xe trước này. Con này thì mình thấy cái đuôi của nó khá là đẹp nhá. Anh em nhìn đây, cái đuôi này mỏng dài, nói chung là nhìn gọn lắm. Đây thì được gọi chấm cho anh em 9,5 điểm luôn, nếu mà để tính thang trên 10 nấc nhá. Bô này, nói chung bô này thì cũng không có bô xịn đâu anh em ạ, chỉ có đô fake thôi. Nhưng mà đồ chơi thì nói chung là cũng khá. Ốc thì titan full xe, nói chung là tháo ra thì chắc cũng được tầm khoảng đĩa 2 đĩa cho anh em. Tay thắng thì đã được sơn màu đỏ nhá. À, đây đó, sơn tay thắng zin nha anh em. Ốc titan thì thôi khỏi bàn. Con này đặc biệt, Benelli 302 thì nó nổi tiếng từ xưa đến giờ rồi, tiếng bô nghe đúng như 4 máy luôn. Ở đầu clip thì anh em cũng có nghe rồi đấy. Đã không? Thì hôm nay mình quay trong nhà lên là nó sẽ không được rõ như ở bên ngoài đường nhá, bởi vì trời tối rồi, cho xe ở trong nhà quay thôi. Thì không rõ được chỗ nào để anh em thông cảm xíu nhá. Anh em muốn theo dõi chi tiết từng ngóc ngách của xe có thể nhắn tin qua số điện thoại trên để góc trái màn hình nhá. Ở trên đó thì nhắn tin qua Zalo mình chụp ảnh cho anh em xem. Ok, chợ sáng chống đổ này, đó, kính đồ chơi này, bô này, ốc titan full xe này, để mình ngó coi còn gì nữa không. Rồi nổ máy cho anh em nghe đi. Rồi ok. Thì đồ chơi nó tính tạm là đến hiện bây giờ là chỉ có vậy thôi, cho anh em nghe bộ phần quan trọng nhất này. Xe đăng ký 2017 nhá. Ô đô là 31.600. Bật lên cho anh em xem sáng lại đó. 31.600, 98 km. Tê chưa? Máy êm du luôn. Đấy, bị cái bộ này. Anh em ạ, máy anh em thì yên tâm nhá, cửa hàng bán bao tin cho anh em, có bảo hành luôn. Ok, và bộ này nghe khá là hay, bỏ bầu cả cổ luôn sao, cổ xoắn này. Mọi chi tiết hoạt động bình thường nhá. Chức năng là hoạt động bình thường nha anh em, không có báo lỗi gì hết. Hay thật. Ô này anh em. Rồi ok, thì trong nhà thì quay nó chỉ được một bên, bên kia thì nó cũng đẹp lắm anh em ạ. Đó. Ngắn gọn xúc tích cho anh em. Ok thì giờ báo giá ha. Con này thì cửa hàng đang bán là 72 triệu. Bao rút hồ sơ cho anh em về ra tên nha. tặng anh em một lần thay nhớt miễn phí lần đầu tiên khi anh em mua xe, ok chưa? Tặng mũ bảo hiểm, bao rút hồ sơ đầy đủ hết luôn. Đó, một con xe gọi là đồ chơi, cũng gọi là vừa đủ xài. Tiếng bô thì anh em nghe nó ở đây quá tê tái. Thật sự là xe này là dành cho anh em nào mà đam mê bốn máy nhá, mà không có nhiều kinh phí ấy, không có nhiều, nói chung là anh em không đủ điều kiện để mua phân khối lớn thì có thể suy nghĩ qua con này nhá. Đó, Benelli 302R, xe cửa hàng đang bán cho anh em là 72 triệu nhá, báo rút hồ sơ. Đó, đồ chơi thì vừa miếng một chút. Ok thì bỏ qua con nói đi, đến con này thì TFX mấy bữa nay cửa hàng đang cháy hàng, giờ 15 cũng vậy. Giờ 15 thì con này bán rồi thì không nói, còn đúng một con cuối cùng luôn, trong kia 56,5 triệu thì bây giờ quay anh em chi tiết con TFX ha. Xe cũng ngoài trong nhà, xe thì được đi tem chùm rồi nha anh em, bên trong là màu đỏ đen nhá, màu đỏ ấy, nôm na là màu đỏ cho anh em dễ hình dung. Đây là tem chùm nha anh em, đây để cho anh em hình dung tem chùm này. Bên trong thì bao anh em đẹp luôn, không một vết xước. Đó, ốc tán này, áo thì thôi khỏi nói, quá đẹp rồi. Xe thì không phải là thiếu mỏ cày nữa nhá, cái này là anh em đang rửa xe đó, tháo cái mỏ cày ra để vệ sinh sạch sẽ cho anh em, mà để giao xe cho anh em một con xe đẹp đét luôn. Đây, cái nước này anh em thấy chưa, thẳng đều, buộc xiếc ok. Nói chung là những con xe mình quay cho anh em toàn bộ là máy zin hết nha anh em, có bảo hành dài hạn cho anh em luôn. Xe này thì ô đô nó có 5.000 thôi, nên là cũng chả có gì để tả nhiều. Đây, 5.373 km, ok chưa? Chờ tí nổ máy con này thì đấy, biển Sài Gòn nhá, mua bán bao công chứng cho anh em trong ngày, một nốt nhạc luôn nhá. Đây, ốc tán đây, em thấy ốc chưa? Đây, gần vào xíu. Đó, như mới, ô đô 5.000 cây. Đó, gầm bô zin, đuôi zin đầy đủ hết, hai kiếng zin còn đủ cho anh em luôn nhá. À, cho anh em xem bên này, nhông xuyên dĩa này, ốc này, anh em nhìn giống xe mới chưa? Đó, quay kỹ càng cho anh em, mặc dù là nó hơi chật một xíu nhưng mà không sao, để mình cố gắng vậy. Đồ chơi thì không có nhiều, có mấy cặp xi nhan trước sau thôi, ô đô nhá, 5.000 cây này, có mỗi cặp xi nhan trước sau thôi, xi nhan chạy luôn nhá. Đó, và đang bán là 51 triệu nha anh em. Lốp trước sau là còn theo xe, dày cui, ô đô chuẩn 5.000 cho anh em luôn, biển Sài Gòn nhá. Rất thích hợp cho anh em nào hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh mà ra tên thì cực kỳ rẻ luôn, công chứng về ra tên rẻ bèo. Mọi chức năng là hoạt động bình thường ha. Ok thì con này nó quá mới rồi, có 5.000 euro thôi nên là mình cũng không cần tả đi nhiều. Thì hiện tại cửa hàng đang bán con xe này cho anh em là 51 triệu nhá, bao công chứng cho anh em trong ngày để anh em về ra tên ha. Ok, bảo hành máy móc 6 tháng, tặng anh em bình nhớt và tặng một cái mũ bảo hiểm khi mua xe, ok chưa? Rồi vậy vừa rồi là hai con xe mới về cửa hàng nha anh em, thì mình cũng có báo giá và quay chi tiết cho anh em rồi đó. Bây giờ đi một vòng tham quan cửa hàng ha, để cho anh em hình dung. Nói chung là anh em nào muốn mua dì beo 500 hay dì beo 300 thì cứ đến cửa hàng nhá. Nhà rất nhiều, 3 cái dì beo 500 là 2 cái dì beo 500, Vulcan 650 này, đầy đủ hết này. Mấy con bọt 300 phân khối này, Z3 2020 này, Z3 27 mẫu cũ này, Ninja 3 này, CBR 250 này, CBR 500 này, toàn bộ là. Thôi để mình báo giá luôn anh em nhá. Mà thôi, anh em nào thích xe nào cứ alo cho mình ha. Con này đang bán là 122 triệu. Con này Ninja Z3 27 là bán 92 triệu. Con này Ninja 3 là 89 triệu, CBR 250 là 128 triệu, CBR 500 là 165 triệu nhá. Xe biển Sài Gòn luôn, xe 2020. Đó, ok. Qua bên này rất nhiều xe, để mình lướt qua cho anh em coi ha. Z8 này, Ducati này, đầy đủ hết này. Đó, mình cứ lướt như này, anh em nào mà thấy thích xe thì cứ comment bên dưới nhá, hoặc là alo số điện thoại của mình có để góc trái màn hình đó, thì anh em thích xe nào cứ alo cho mình báo giá cho ha. Hiện đây thì nó dài quá, nếu mà mình quay một phát hết luôn cả nó nhiều lắm, nên là mình thường thường mình chỉ quay những xe mới về thôi. rồi lâu lâu thì mình quay các cửa hàng cho anh em coi để anh em thích xe nào thì có thể chọn ra ha. Ok thì clip chắc nó cũng dài rồi anh em ạ, chắc mình xin phép dừng tại đây thôi. Thì vừa rồi mình cũng quay chi tiết cho anh em hai con hàng mới về đó. Ok, anh em nào mà thấy hay cho xin một like và đăng ký kênh nha. Ok, tạm biệt anh em nha.